Nếu như người em nào đang có nhu cầu mua ARK và DeFi cũng như là liên quan, đừng quên truy cập shop arkng.com để ở mua ARK nha em. Thì shop mình uy tín 100%, cho nên em cực kỳ yên tâm khi thực hiện những giao dịch ở trên shop nha em. Ngoài ra hàng tuần cũng như là hàng tháng thì sẽ có một số các event để tặng kim cương cho những người đặt top 1, top 2 nạp thẻ nha em. Thì đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nha em. Thì còn chần chờ gì nữa, truy cập ngay shop arkng.com nào em ơi. Yo, xin chào cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em top 5 cái mẹo để anh em có thể đặt được những trái mìn gọi là hiệu quả cao nhất nha anh em. Thì ở trong những cái trận đấu run thì mình nghĩ chắc chắn thì cũng sẽ có một số anh em sử dụng những trái mìn, nhưng mà anh em đặt cái kiểu như là sai cách các kiểu. Thì nói chung thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em 5 cái cách đặt min để có thể nâng cái hiệu quả cao nhất nha anh em. Rồi thì đến với cái cách đầu tiên, thì đấy là cái cách mà mình thấy là cũng có một số anh em sử dụng rồi. Thì nói chung nếu mà anh em có thể áp dụng được cái cách này, mình thấy cũng khá là ở đây có thanh niên này anh em ơi. Wow, thanh niên này đang chạy khá là nhanh và lên ở phía trên rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ cân luôn, không biết là bắn như thế nào, mà xíu nữa mình sẽ có một cái trò khá là hay. Bởi vì mình đã thấy thế này rồi, chắc chắn xác định luôn em ạ. Mày không thoát được đâu con trai. Và bây giờ hiện tại mình đang còn ở dưới, nó ở trên kìa. Rất là may, hiện tại thì bo nó vẫn chưa vào em ạ. Bo vẫn chưa vào ở cái địa điểm của mình. Xin nó lém lựu đạn kìa. Khắm lọ, cực kỳ khắm lọ luôn. Rồi, ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ đợi một xíu, hiện tại cái đòn thính của mình chưa có ấy. Thì lúc xíu nó có rồi và mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Cái này khá là dễ dàng thôi. Anh em lưu ý là anh em nên đặt trái mìn trước cho anh em, và anh em hãy ném cái đòn thính sau. Rồi, thế bên kia vẫn đang ở phía trên cái tảng đá kia. Đấy, mình đã đặt trái mìn trước rồi nha. Hiện tại cái đòn thính của mình vẫn chưa được anh em ạ. Và có lẽ mình sẽ chờ thêm một xíu nữa. Ninh kia vẫn đang còn ở trên kia nhìn xuống. Hôm nay thì thấy hơi căng em ạ. Rồi, và anh em lưu ý là ném cái đón tín ở phía giữa cái viên mình cho mình. Và anh em lưu ý thì anh em đặt càng nhiều min thì cái lượng sát thương càng cao. Mình nghĩ là anh em đặt 2 trái min là đủ để giết được một người rồi. Hoặc là anh em có thể đặt 5-6 trái min cùng lúc luôn, nếu mà anh em đặt nhanh. Còn nếu mà anh em đặt một trái thì mình nghĩ là vẫn chưa giết được kẻ địch đâu. Và mình nghĩ là như vậy. Vì thường thường ấy thì min nó tầm khoảng cao nhất, nếu mà ở cái tầm gần ấy thì có thể giết được. Còn nếu mà xa thì như cái tín đây thì nó cũng tầm khoảng 150 máu là cùng. Bởi vì mình cũng có test khá là nhiều rồi. Thì nếu mà anh em có thể đặt được nhiều trái, hoặc là anh em có nhiều trái anh em có thể dùng, thì mình nghĩ đấy là một cái chuyện cũng khá là ổn. Và đây thì mình sẽ gọi là cho thiên nhiên này gọi là giết nha anh em. Mình sẽ test cho anh em xem luôn liệu cái hiệu quả này có cao hay không. Rồi, hiện tại thì mình đã chết và thiên nhiên này đang rất là hứng khởi. Xuống kìa em ơi. Xem nào, cực kỳ. Đấy bạn ạ, đột đế em thấy không? Nếu mà có hai trái mình nghĩ thiên nhiên là to rồi, mình nói thật luôn. Cực kỳ khốn đồn với cái tính cạnh như thế này. Rồi thì đấy là cái cách đầu tiên. Thì đến với cái cách thứ hai, thì ở cái cách này thì cũng gọi là tương đối khá đơn giản. Đây, hiện tại mình sẽ kiếm một trái mìn. Vì hiện tại mình chưa có mìn em ạ. Và nhiều lúc mình khá là đắn đo suy nghĩ. Bởi vì mình thấy là ở những trái mìn, mình không biết là liệu mình có đi những cái địa điểm đó. À đấy, lại có người này. Rồi một em ra đi nữa anh em ạ. Không biết là em này lựng lơ sao mà đứng gần đây không biết nữa. Không lút đồ gì hết luôn. Mà trong lúc nhảy xuống cũng khá là lâu, mình lút gần phun đồ mà em kia đấy vẫn đang còn người. Vừa nãy úi giời ơi. May anh em ạ, một xíu nữa thôi là đi rồi. Có lẽ số miền vẫn đang còn hên, cực kỳ hên luôn. Xem nào có cái gì không ta. Cái thế này rất là thìn luôn, vừa nãy thì vừa bắn xong thì kiểu như bay xuống luôn đấy em ạ. Mình không ngờ đấy, vẫn đang còn người. Lại nhanh quá bạn ạ. Cực kỳ nhanh luôn, mình nói thật, những cái thanh niên này mình không hiểu tại sao ở đâu chui ra ấy. Vì kiểu như là lúc chưa bắn nhau ấy thì mình cảm giác nó rất là an toàn, không có ai. Nhưng mà nếu mà anh em lúc đã bắn nhau rồi thì mình nghĩ chắc chắn thì anh em nên di chuyển ngay. Rồi, hiện tại thì mình cũng đang có một trái min. Rồi, có rồi nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ sang cái cách đặt min thứ hai. Thì ở cái cách đặt min thứ hai này thì bao ngầu. Và nếu mà
thế như nào mà lấy xe thì có xác định là đi luôn. Và ở đây thì mình sẽ di chuyển cái xe này lên cổng trời, vì cổng trời là một cái khu vực mình thấy là khá là nhiều người, và không biết là anh em thấy như thế nào, nhưng mà mình thấy ở cái khu vực cổng trời ấy là một cái khu vực cực kỳ nhiều người luôn. Và bây giờ mình sẽ lên ở cái khu vực cổng trời nha anh em. Lên cổng trời nào anh em ơi. Thì ở cái khu vực cổng trời này thì anh em có thể áp dụng được rất là nhiều cái cách để anh em có thể đặt mình. Và cái cốt lõi là anh em nên có mình trước đã. Mình trái mình thì mình thấy là ở trong cái chế độ của run hoặc là đấu thường ấy, mình không biết là như thế nào mà mình có đi đấu, và mình thấy là rất là ít luôn, hầu như là như vậy. Và mình chơi có rất là nhiều trận rồi, và mình thấy là cái tần suất xuất hiện của cái mình thì mình không biết là nó vào cái địa điểm nào hay không, nhưng mà mình thấy là nếu mà cái mật độ phân bố như thế này thì kiểu nó khá là ít. Đấy, thường thường mình thấy là bom keo là nhiều thôi. Và đến đây anh em chuyển sang trái mình cho mình. Đấy, mình đi đấu thường thì cũng có khá là nhiều, nhưng mà đấu lên thì mình thấy là khá là ít luôn. Đấy, em thấy không? Vì lúc mà anh em đặt như thế này rồi thì hầu như là nếu mà có người lên xe cái bùm, đấy, kiểu như vậy. Như thế là cũng được đấy ạ. Và tiếp theo thì đến với cái địa điểm thứ bao nhiêu nhỉ? À, thứ tư nhỉ? Thứ ba nhỉ? Đến với cái địa điểm thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em ở cái một cái địa điểm mà mình thấy là nó cũng được đấy ạ. Ở cái địa điểm này thì mình sẽ dẫn anh em đến với cái khu vực bệ phóng. Bởi vì sao ở cái khu vực bệ phóng này thì nó sẽ có một cái đặc điểm khá là hay. Bởi vì đây, xuống đây nào anh em ơi. Anh em chuyển sang cho mình ở cái trái mình nha anh em. Rồi, mình này mới nhảy xuống nhặt được luôn. Và anh em đặt đây cho mình. Đấy thì hầu như thế nào mà lên ở cái khu vực bệ phóng thì sẽ đều cuốn đốn, và mình sẽ lên test cho anh em nha. Và hầu như là nếu mà có người bắn thì vẫn không phát hiện được anh em, sẽ không nổ. Bởi vì ở cái điểm này mình cũng có test rồi, mình sẽ dùng cho anh em xem. Nó nổ cuộc nhân luôn, không thể nào mà ao xuống kịp. Đấy, máu tốn cũng rất là khá anh em ạ. Nếu mà có hai trái thì đặt hai trái thì vừa nãy chắc chắn là mình gọi là chọc trời luôn. Bên này có người này. Quay vừa nãy thì mình có thấy một thanh niên gọi là chạy sang đây, nhưng mà hiện tại mình không thấy. Thanh niên này chạy khá là nhanh. Ok, thì ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ không đuổi theo nữa. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em kết thứ 4 và thứ 5 cho anh em. Ở đây thì anh em nên kiếm cho mình một cái thùng. Vừa nãy thì mình cứ ngỡ đây là một cái thùng gọi là hóa trang, ngụy trang. Đây là một cái thùng dầu thì anh em cũng có thể đặt như thế này. Thì như thế này dễ phát hiện hơn, nhưng mà mình thấy là không có ai để ý đâu. Và nếu mà anh em có cái thùng, cái đồ ngụy trang, cái thùng dầu ấy, thì anh em đặt thì hầu như là cái trái mìn nó sẽ bị rơi xuống dưới, chứ không phải là như ở phía trên như cái thùng dầu này nha anh em. Rồi, thì nói chung thì ở cái kết này cũng khá là thốn, và anh em lưu ý là đừng có vào nha. Nếu mà anh em có ít máu mà vào nó nổ phát là bên xác luôn. Đây thì mình cũng có thể test cho anh em xem nha. Nó nổ cực kỳ khám luôn đấy, chứ không phải là chẳng vừa đâu. Nếu mà anh em đặt 2-3 trái ấy, thì mình nghĩ một phát là anh em trồng trời luôn, phải nói thật. Rất là khám luôn. Anh em chỉ cần nhảy qua thôi thì nó cũng là một cái điều mà rất là hoảng sợ rồi. Bởi vì mình thấy là hiện tại mình có đặt một trái thôi, nhưng mà nếu mà mình đặt 2-3 trái ấy, thì cái lượng sát thương của nó cực kỳ lớn luôn, cực kỳ lớn. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho em ở cái gốc thứ ba, ở cái gốc này cũng như là một cái nếu mà em có thể áp dụng cái gốc núp hoặc là một cái gốc để em có thể trôn đội thôi thì cũng được. Và đây là một cái kết, mình nghĩ rằng ở cái kết này nếu mà em làm mà quen rồi thì sẽ rất là dễ, còn nếu mà em nào làm chưa quen thì mình khuyến cáo anh em trong những cái trận đấu rèn đừng có làm. Về làm thì cái kiểu như rơi xuống thì nó khá là tốn máu, nhưng tốn không nhiều đâu, tầm khoảng 10 máu thôi à. Bên kia như có người anh em ạ. Vừa nãy thì mình thấy nó lòi cái đầu lên, nhưng mà lúc mình bắt thì độ sinh không thấy. Hơi cấu. Ở đây thì anh em lưu ý là nhấn ở phía gần phía trên do mình này, ở trên cái thùng này. Đấy, anh em bay lên, và đây là một cái điểm mà mình cũng khá là ấn tượng, vì đây là một cái góc mà mình thấy là nó cũng ok anh em ạ. À, và vì sao mà mình nói đây là cái góc đặt mình thứ 5, thì đây là một cái gốc mà anh em có thể đặt mìn, hầu như nó có thể rơi được xuống cái thanh sắt này. Và nếu như có người lên đây thì anh em có thể đặt những cái mìn này để có thể kiềm hãm lại. Anh em hiện tại mình đã hết mìn rồi, cho nên thì mình không thể nào test cho anh em được. Và lúc anh em đặt mìn, anh em chú ý là ra ở phía ngoài này cho mình xíu. Rồi thì ok, thì bye bye, anh em gặp lại trong những cái video tiếp theo của mình nha anh em ơi.